bé thứ hai bé này là Joan hay là Maria? Dạ Giuse. Giuse nó được mấy tháng tuổi rồi? Dạ 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi, rồi con kể cho mọi người nghe coi thằng bé Giuse này nó được sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào. Giuse là con sinh mổ trong 2 năm rưỡi mà ba đứa. Chào bắt tay thưa anh chị em. Người ta nói 5-1 là đã đủ chết rồi, còn đây 2 năm rưỡi mà 3 đứa. Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi? Con Teresa Phương, con 31 tuổi. Rồi con bắt đầu sinh từ đứa nào? Dạ, năm 28 tuổi con sinh một đứa, và 29 tuổi con sinh một đứa, và 31 tuổi con sinh một đứa. Đứa này đứa thứ mấy? Dạ thứ ba. Đứa thứ ba. Rồi con kể cho mọi người nghe là trong việc sinh ba đứa đó, trong 2 năm rưỡi sinh được 3 đứa, thì Chúa đã làm điều lạ đủ như thế nào để hôm nay con làm chứng cho Chúa như là bà Isabe đã làm chứng vì đã sinh được Gioan. Dạ đứa đầu tiên là con bị té, con được 35 tuần thì con sanh mổ đứa đầu, và đứa thứ hai thì được 36 tuần, và đứa này 37 tuần. Dạ thiếu 1 tháng. Đứa nào cũng thiếu 1 tháng, hơn 1 tháng. Hallelujah. Và 3 đứa bé, mà đứa nào đứa 35, 34, 35, 36 tuần, tức là thiếu 1 tháng mà vẫn sinh được, và sinh mổ hay sinh thường? Con sinh mổ. Và 3 đứa bé vẫn khỏe mạnh bình thường? Dạ, bác sĩ là không có cho mổ gần gì. Bác sĩ nói là 3 năm mới mổ được 1 đứa, nhưng mà con sinh mổ 3 đứa thì con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, xin Chúa chữa lành cho con. Vâng, bác sĩ thì bảo 3 năm mới được mổ 1 đứa, còn chị này chơi luôn 2 năm rưỡi mổ luôn 3 đứa. Vì đối Chúa không gì là, đối Chúa không gì là. Sao con biết được lòng Chúa thương xót? Ở đây hôm nay con lên làm chứng cho Chúa. Dạ con biết cha từ năm 2010, con tới Chí Hoàng hơn 2 năm đó, lúc đó con chưa có gia đình. Và lúc sau con đi, cha đi Mỹ rồi. Và bây giờ con mới đi tới đây, con mẹ con lên tới đây, rồi con đi lên đây, con làm chứng. Rồi lập gia đình mấy năm thì con mới sinh được? Dạ con lập gia đình hơn 3 năm, con sanh luôn, con sanh luôn. Vâng, thưa anh chị em, lập gia đình hơn 3 năm thì cô ấy cảm thấy là đang là lo hiếm muộn, vì đến 3 năm mà chưa có sinh được đứa nào. Rồi Chúa bảo, thôi mày không sinh được thì tao cho mày 2 năm rưỡi sinh luôn 3 đứa. Hallelujah. Đây, cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Đây là đứa bé 2 tháng phải không? Vâng, thưa anh chị em, nó tên là Giuse Vũ. Đây, Giuse Vũ 2 tháng mà sinh thiếu 1 tháng. Khó quá. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm nay lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, Chúa đưa cho chúng ta đến 2 cậu Gioan được sinh ra một cách lạ lùng, và còn nhiều chuyện lạ lùng nữa.